Xin chào các bạn, tôi là Dio, hay còn gọi là Dio Prado. Các bạn nhìn tôi có một khuôn mặt cực kỳ ngầu lòi như thế này. Các bạn biết tôi mạnh cỡ nào đúng không? Đúng, thì tôi cũng sở hữu một siêu sức mạnh cực kỳ đẳng cấp. Và sức mạnh này của tôi không phải ai cũng là người sở hữu trên thế giới này đều có được. Và các bạn nhìn thấy thành phố nơi tôi đang sống như thế nào? Rất là đẹp đúng không? Và tôi là một con ma cà rồng. Tuy tôi là một con ma cà rồng, nhưng... À chết, lộ. Vô. Đây đúng rồi. Thì tuy tôi là một con ma cà rồng, nhưng tôi bây giờ đã tiến hóa lên và không chỉ sống trong bóng đêm, tôi có thể sống cả ngoài ánh sáng. Tôi rất mạnh đấy các bạn. Và tôi sở hữu một sinh lực cực kỳ đẳng cấp, không phải ai cũng có được, đó chính là Stand. Stand của tôi chính là The World, là một trong những con Stand cực kỳ mạnh nhất trên thế giới này. Tôi có thể đánh bại tất cả những đối thủ. Thì bây giờ tôi sẽ test cho các bạn xem. Trước khi video, cho tôi like, subscribe. Let's go. Rồi, thì con Dio này của tôi cực kỳ mạnh nha các bạn. Con Dio này sở hữu rất là nhiều siêu lực. Tôi sẽ test cho các bạn xem trước. Ê, tiền không kìa. À, không gì đâu các bạn, đừng quan tâm. Tôi là Dio nhưng tôi không phải cần tiền nhé. Rồi, thì con Stand này của tôi cực kỳ mạnh. Nó được bọc ngoài một lớp vàng cực kỳ đẳng cấp nha các bạn. Các bạn hãy nhìn tôi dùng siêu năng lực đây. Chịu hòa ra. Ra mày, đấy đúng rồi. Đây chính là những tuyệt chiêu của con Stand. Con này gọi là Stand The World nha. Nó có chức năng chính là đấm liên hoàn đá. Ấy, nó đá liên hoàn rất là mạnh. Đấm. Và nó có thể năng giúp tôi bay lên một cách cực kỳ cao. Và nó hay lướt. Và điều đặc biệt, con Stand này có một siêu năng lực mà không phải con Stand nào cũng có. Đó chính là dừng thời gian. Các bạn hãy nhìn tôi nhìn đây. Dừng thời gian lại thì chắc chắn không có ai hay di chuyển trong khoảng thời gian của tôi. Và tuy như vậy, nhưng cái khoảng thời gian tôi dừng lại chỉ được vỏn vẹn là vài giây thôi. Và tôi sẽ cố gắng luyện tập trong tương lai để trở nên dừng thời gian lâu. Một khi tôi đã dừng thời gian, tôi có thể làm bất cứ điều gì trong khoảng thời gian này. Bây giờ tôi sẽ đánh mấy thằng này cho các bạn xem. Ê, mấy nhóc, tao đánh được không? What? Thằng này nào vậy? Ui, không sao, bây giờ tôi sẽ đánh mấy này nhá. Thằng này là nó rất là nên test. Cho tôi tự muốn test skill nha mấy em dài. Rồi, test thử nha. Đây đem cho tôi. Ôi giờ. Út ra. Láo. Ui, trâu phết anh em. Tắm một thiết. Thằng này láo. Đó, mưa đa. Đem viết tiền kỹ gọi là gì. Tiền kỹ, đấm đi ngoài mưa đa thôi. Tắm láo nha. Rồi. Ui. What anh em. Thì ra cũng có trong thành phố này cũng có một người sở hữu Stand như thằng này sao. Thằng này sở hữu Stand. Stand đi nhìn lại đây. Ui, nó có xin lực giống tôi à. Tôi nghe nói con Stand này rất là mạnh. Hình như là Stand Platinum. Star Platinum gì đó anh em. Con này rất mạnh. Được, bây giờ tôi sẽ giao đổi con này nha. Không ngờ lại có một tên sở hữu tên năng lực ý hệt tôi trong thành phố này. Đây là một đối thủ đáng gờm. Ok, tôi sẽ đánh thằng này. Vô. Láo, thằng này láo. Ui anh em. Dio tôi mà lại té trước thằng này sao. Không thể nào được. Không sao, tôi sẽ tiêu diệt này. Láo, thằng này láo. The World. Tấn công cho ta. Mưa đa. Thằng này láo anh em ơi. Ui, chết rồi. Tên này mạnh quá. Chết. Dio ta không thể thua thằng này được. Thằng này láo quá. Đây. Ui. Không được rồi. The World. Thằng này sẽ không thắng được tôi nữa đâu. Đá đấm. Đấy, một hit là đi nhá. Này láo quá. Thằng này. Mưa đa. Thấy chưa anh em. Tôi đã nói rồi, tôi là Dio và tôi rất mạnh. Thằng này dù có Stand thì mạnh cỡ nào nó không thắng được tôi được. Đấy anh em. Chết đi. Láo. À đúng rồi anh em, tôi cũng có một tuyệt kỹ, đích thân tuyệt kỹ phi đao anh em. Đây là một tuyệt kỹ trong truyền thuyết. Đó này chết trước tay tôi liền đúng không. Đây là tuyệt kỹ phi dao. Anh em phải nhìn tôi đánh này đây. Phi dao thằng trước. Đấy, đây là tuyệt kỹ gọi là phun nước bọt. Còn tuyệt kỹ phi dao tuyệt kỹ này. Anh em đã tôi thấy. Đấy, phi dao. Đấy anh em chưa. Tôi có khả năng là chịu hò đến con dao và tôi phi ra để tiêu diệt những thằng trong gọi là tầm xa đấy anh em. Bởi vì tôi có một cái hạn chế đó chính là tôi không thể nào đánh được tầm xa. Bởi vì tôi tiêu dừng thời gian nhưng chỉ có vài giây và tôi không thể đánh được tầm xa được. Vì thế tôi phải dùng skill gọi là phóng dao để tôi có khả năng đánh được những tên ở tầm xa. Anh em hãy nhìn tôi đánh đây. Đây, ví dụ thằng này đứng đây phải không? Đây, tôi hãy phun nước bọt. Và dùng những cú đấm. Phóng dao,
Đúng quá. Hay là tuyệt kỹ mà đó là con stand của tôi sở hữu. Và tôi nói tóm lại thì tôi chính là một người rất là mạnh trong cái thành phố này. Và mọi người có thể đến thành phố tôi và sở hữu những con stand bằng cách các bạn có thể đi nhặt những cái arrow này và các bạn sẽ trở thành stand này. Rồi, thì tóm lại, tôi rất mạnh và tôi chính là Dio Brado. Nếu các bạn nhớ xem video này, các bạn hãy cho tôi một like, một share và subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn một ngày mới vẻ. Bye bye.